Thưa quý vị, những năm gần đây thế giới đang phải đương đầu với nguy cơ xuất hiện và lan truyền dịch bệnh hoặc là tái bùng phát ở người, vật nuôi và động vật hoang dã, đe dọa sức khỏe con người, sinh kế, sự phát triển kinh tế và nhiều vấn đề khác. Một số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, thậm chí đã có khoảng 70% bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở người có nguồn gốc từ động vật. Mới đây thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp tổ chức diễn đàn trực tuyến cấp cao thường niên 2022 đối tác một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người giai đoạn 2021-2025. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tính đến nay, thế giới đã ghi nhận trên 158 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, 117 trường hợp nghi ngờ tại 19 quốc gia và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. WHO dự báo dịch bệnh đậu mùa khỉ sẽ tiếp tục gia tăng số trường hợp mắc trong thời gian tới. Trong bối cảnh dịch bệnh từ động vật lây sang người tăng theo cấp số nhân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, chương trình đối tác một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người có vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh phức tạp hiện nay. Việt Nam là một trong những nước đi đầu áp dụng phương pháp tiếp cận một sức khỏe từ năm 2003 khi cả thế giới chứng kiến đại dịch SARS và cúm gia cầm. Đến giờ này chúng ta đã có trên 50 dự án và còn có những tổ chức quốc tế khác sẽ cùng với Việt Nam tài trợ cho Việt Nam một cái nguồn lực tương đối để chúng ta có thể tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 có kết quả tốt hơn giai đoạn trước. Chương trình Một Sức Khỏe là hợp tác đa ngành ở các cấp độ khác nhau, địa phương, quốc gia, khu vực, toàn cầu nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân, gia súc, gia cầm, động vật hoang dã và môi trường. Đối với ngành nông nghiệp thì lĩnh vực thú y nắm vai trò chủ chốt trong công tác phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người. Thì trong cái quá trình triển khai như thế thì ở dưới địa phương mới là cái nơi phát hiện ra những cái gì sát thực nhất, thì cũng là đề nghị là cần phải có cái báo cáo kịp thời, kiến nghị, nhất là chia sẻ thông tin dữ liệu để phục vụ với chỉ đạo điều hành là vô cùng quan trọng. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng khẳng định công tác về phòng chống dịch bệnh từ động vật lây truyền sang người phải mang tính chủ động, đặc biệt trước bối cảnh dịch COVID-19 chưa chấm dứt, thì dịch bệnh đậu mùa khỉ lại diễn biến phức tạp ở một số quốc gia trên thế giới. Và đã chủ động từ sớm từ xa, phòng thì cái chi phí sẽ thấp hơn rất nhiều so với phải chữa hoặc phải chống dịch. Và như vậy là vừa đảm bảo được chi phí tiết kiệm, vừa đảm bảo được cái nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa đảm bảo sức khỏe cho người dân, vừa đảm bảo sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia tiêu biểu trong công tác một sức khỏe, thực hiện những cam kết trong chương trình an ninh y tế toàn cầu. Diễn đàn được tổ chức thường niên chính là cơ hội để chia sẻ những chủ trương, ưu tiên cấp bách của chính phủ về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người và sự quan tâm chung tay hỗ trợ kịp thời nhằm triển khai các khung đối tác và kế hoạch quốc gia của Việt Nam.